Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thời điểm này, chỉ còn vài ngày nữa sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Các thí sinh cũng đã chính thức thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7. Làm sao để lựa chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân, đáp ứng xu hướng lao động, việc làm của xã hội là băn khoăn của hầu hết các em. Câu trả lời sẽ có trong mục chuyện từ Phú Hiến trong ít phút nữa với cuộc trao đổi với tiến sĩ kinh tế Tô Loan Phương đến từ Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có chỉ thị số 48 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đó, người đứng đầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, của tỉnh về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Việc kê khai được thực hiện hàng năm, không bỏ sót đối tượng có nghĩa vụ kê khai. Người kê khai không trung thực thì sẽ bị xử lý theo quy định. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, qua đó góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, trong năm 2022, toàn tỉnh có 1.357 bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế, được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 100 triệu đồng trở lên, trong đó có 2 bệnh nhân được chi trả với số tiền trên 1 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh có 333 bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả với số tiền trên 100 triệu đồng, trong đó có bệnh nhân được chi trả chi phí khám chữa bệnh cao nhất trên 925 triệu đồng. Đến cuối tháng 6, tín dụng toàn quốc mới tăng 4,03%, tương đương với khoảng 450.000 tỷ đồng vốn cho vay nền kinh tế. Nửa năm tín dụng đi chưa được 1/3 kế hoạch. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ước tính sơ bộ, đây là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 10 năm qua. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến tín dụng tăng chậm là do cầu của nền kinh tế yếu trong cả sản xuất và tiêu dùng. Khảo sát gần 10.000 doanh nghiệp cho thấy gần 60% số doanh nghiệp được khảo sát trả lời khó khăn nhất của doanh nghiệp hiện nay là đơn hàng. Khi không có đơn hàng hoặc đơn hàng ít thì buộc doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất. Như vậy, có tiếp cận tín dụng cũng không có đầu ra của sản phẩm. Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, dự thảo mới vẫn không có nhiều thay đổi so với phương án đã được đưa ra để lấy ý kiến các bộ ngành địa phương trước đây. Khi tiếp tục đề xuất biểu giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt với 5 bậc thang thay vì 6 như hiện hành. Bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay cho 50 kWh hiện nay, còn bậc cao nhất từ 700 kWh trở lên. Cụ thể, giá điện các bậc thang từ 1 đến 5 được tính bằng 90-132%. Giá bán lẻ điện bình quân 1.920,37 đồng trên 1 kWh, mức điều chỉnh từ ngày 4 tháng 5. Như vậy, giá thấp nhất bậc 1 khoảng 1.728 đồng trên 1 kWh và cao nhất bậc 5 là 3.457 đồng trên 1 kWh. Giá này chưa bao gồm thuế VAT. Hơn 2 tháng nay, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh tăng trở lại, đạt trên 60.000 đồng một kg, tăng gần 20% so với đầu năm. Với mức giá này, người chăn nuôi lợn phấn khởi vì có lãi. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên, 6 tháng đầu năm, tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt gần 508.000 con, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, lợn hơi được thu mua trên địa bàn tỉnh giá từ 64 đến 67.000 đồng một kg, tăng khoảng 5.000 đồng một kg so với cùng thời điểm tháng trước. Dự báo cho các tháng tiếp theo của năm 2023, giá lợn hơi có xu hướng tăng khi nhu cầu ăn uống tăng trở lại trong bối cảnh ngành du lịch dịch vụ tiếp tục đà phục hồi. Nền kinh tế tại một số quốc gia láng giềng được phục hồi, giá lợn hơi tại các quốc gia này đi lên có thể giúp giá lợn hơi trong nước tăng theo. Bên cạnh đó, việc giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thế giới có xu hướng giảm được kỳ vọng sẽ giảm chi phí chăn nuôi trong nước, giúp ngành chăn nuôi từng bước phục hồi sản xuất. Cùng với chính sách hỗ trợ giảm 50% phí trước bạ cho ô tô lắp ráp sản xuất trong nước chính thức được triển khai, nhiều mẫu ô tô vẫn được hãng và đại lý ưu đãi lớn từ 100 đến 200 triệu đồng, khiến giá xe lập đáy mới giúp kích cầu thị trường này.
nhà nước đã hỗ trợ 50% thuế trước bạ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết năm 2023. Vậy nên là đối với những dòng xe lắp ráp trong nước ở thời điểm này, showroom chúng tôi đang có cái lượng tiêu thụ rất là cao so với thời điểm năm ngoái. Theo đó, khách hàng mua Honda CR-V trong tháng 7 sẽ được hưởng ưu đãi tương đương với 150% lệ phí trước bạ cùng 1 năm bảo hiểm vật chất. Trong khi đó, Mazda CX-5 hiện được một số đại lý có mức giảm dao động từ 80 đến 110 triệu đồng đối với cả xe số VIN 2022 và 2023. Với mức giảm này, giá Mazda CX-5 giảm xuống chỉ còn từ 739 triệu đồng một xe tùy phiên bản. Mẫu Hyundai Tucson phiên bản xăng tiêu chuẩn số VIN 2022 hiện được nhiều đại lý giảm trực tiếp 80 triệu đồng cùng 50% phí trước bạ theo chính sách mới. Khách hàng mua Suzuki XR7 cũng sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng thêm gói bảo hiểm vật chất 1 năm, tổng giá trị tương đương với 40 triệu đồng. Năm nay, các thí sinh có 20 ngày để đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7. Bên cạnh những lo lắng về điểm số thì các em học sinh cũng rất lo lắng về việc chọn trường, chọn nghề. Ngày 29 tháng 6, gần 15.400 thí sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023 an toàn, đúng quy chế. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 18 tháng 7. Từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7, thí sinh sẽ chính thức thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng. Ngày 22 tháng 8, các trường thông báo điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 và ngày 6 tháng 9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Như vậy, thí sinh có 20 ngày để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Thời điểm này, các em học sinh đang tỏ ra khá lo lắng trong việc lựa chọn trường học, ngành học. Mỗi ngày tôi dành ra một chút thời gian để xem báo cáo các trường sẽ có thông tin tuyển sinh như nào để tham khảo. Cháu cũng thấy lo lắng vì là chưa biết được bao điểm, không biết được vào trường nào, chọn trường nào để học. Trong lúc chờ đợi thi này thì cháu thường tìm hiểu về một số ngành mà cháu yêu thích. Trước hết là ngành kế toán, ngành công nghệ thông tin. Và sau đó thì cháu sẽ tìm hiểu về những cái trường liên quan đến những ngành này ạ. Để giải đáp cho những thắc mắc lo lắng của các thí sinh về vấn đề lựa chọn trường học, ngành học, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện trực tuyến với tiến sĩ Tô Lan Phương, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn chương trình Tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa tiến sĩ, là một người đã tham gia tuyển sinh đại học trong nhiều năm và có nhiều nghiên cứu về thị trường lao động, việc làm. Theo tiến sĩ, khi lựa chọn trường học, ngành học, thí sinh cần quan tâm tới những yếu tố nào? Trước tiên thì tôi xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Về các cái yếu tố mà các em học sinh cần phải quan tâm khi mà lựa chọn ngành nghề thì theo tôi trước tiên đó vẫn sẽ là xem xét cái sở thích và cái khả năng. Từ đó thì mình sẽ lựa chọn ra một cái ngành nghề mà nó phù hợp. Tiếp đến là chúng ta cũng nên xem xét các yếu tố về cái tiềm năng công việc, như là chúng ta tìm hiểu về mức lương, về cơ hội việc làm và cái xu hướng tuyển dụng ở trong tương lai. Cũng nên xác định các cái trường học mà nó đáng tin cậy. Các em có thể cân nhắc đến cái chất lượng giảng dạy này, cơ sở vật chất này, cũng như là cái cơ hội tham gia vào nghiên cứu. Các cái thông tin này thì chúng ta có thể tham khảo được từ các anh chị mà đã tốt nghiệp từ chính các cái trường và các cái cơ sở đào tạo đó. Chúng ta tìm hiểu về các công ty hoặc là các cái tổ chức hoạt động trong cái lĩnh vực đó và cái cơ hội để mà phát triển cái sự nghiệp sau khi mà chúng ta tốt nghiệp ra trường. Các em cùng với gia đình, chúng ta nên xem xét cái khả năng tài chính của gia đình và các cái khoản hỗ trợ học phí sẵn có để mà có thể đảm bảo được cái việc lựa chọn ngành nghề và cái trường học là phù hợp. Việc lựa chọn trường, lựa chọn ngành nghề của học sinh trong những năm gần đây có tồn tại bất cập gì không, thưa tiến sĩ? Lựa chọn trường và ngành nghề của học sinh đã có một số những cái bất cập. Thứ nhất là do cái áp lực xã hội và gia đình. Cái áp lực này nó có thể đến từ cái việc là chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái trường danh tiếng hoặc là những cái ngành mà xã hội coi là hot và nó có một cái khả năng tạo ra một cái thu nhập tốt, và nó dẫn tới cái hậu quả là chúng ta có thể là không thỏa mãn với cái lựa chọn của chính mình và không phát triển được tốt trong cái ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Và thứ hai nữa đấy chính là thiếu thông tin tư vấn. Và điều này làm cho em khó có được một cái nhìn toàn diện về các cái ngành nghề được cung cấp. Một số em học sinh còn thiếu cái khả năng tự đánh giá để xác định được là cái sở thích, cái khả năng và cái mục tiêu của bản thân mình nó là cái gì. Do đó là các em có thể lựa chọn trường và ngành nghề nó không phù hợp với cái khả năng cũng như là cái đam mê của mình.
và dẫn tới là chúng ta sẽ bị rối ren trong cái quá trình học tập, có thể là chúng ta sẽ không tìm thấy cái sự hài lòng trong công việc sau này. Đôi khi có một số em học sinh chúng ta lại có một cái yêu cầu là phải nhìn thấy ngay cái lợi ích lập tức mà chúng ta chưa có được một cái chiến lược dài hạn ở trong tương lai. Cũng giống như các cái tỉnh thành phía Bắc thì tuy đã có cái sự phát triển về tư vấn hướng nghiệp, thế nhưng mà Hưng Yên thì vẫn phải đối mặt với cái giới hạn về nguồn lực tư vấn hướng nghiệp chất lượng. Và điều này đã gây ra khó khăn cho các em học sinh trong cái việc là hiểu rõ các cái ngành nghề, thông tin của các trường học cũng như là các cái cơ hội việc làm có liên quan. Thông tin về ngành nghề nổi bật thì cũng không được cung cấp đầy đủ và nó dẫn tới là em có thể bị bỏ lỡ các cái cơ hội học tập và cái sự phát triển trong các cái lĩnh vực mới với những cái tiềm năng mới. Và quan trọng hơn hết đấy chính là thiếu cái sự liên kết giữa trường học và doanh nghiệp. Theo tiến sĩ đánh giá, những ngành nghề nào thị trường lao động đang có nhu cầu cao, triển vọng trong tương lai? Tôi có thể đưa ra một số ngành như là về công nghệ thông tin, thì với một cái sự phát triển về công nghệ số hóa thì cái ngành công nghệ thông tin đã trở thành một cái ngành nghề có cái nhu cầu rất là cao, và bao gồm như là phân tích hệ thống này, chuyên gia bảo mật mạng này và quản trị dự án công nghệ thông tin. Tiếp đến là ngành y tế và chăm sóc sức khỏe, thì với một cái sự tăng trưởng dân số và cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe thì cái ngành y tế và chăm sóc sức khỏe đang có một cái nhu cầu rất là cao. Các ngành nghề trong lĩnh vực này như là bác sĩ, y tá, điều dưỡng, kỹ thuật y học, rồi là quản lý dịch vụ y tế và cả y học cổ truyền nữa. Với một cái sự phát triển của công nghệ hạ tầng thì ngành kỹ thuật công nghệ cũng có một cái triển vọng cao, như là kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, kỹ sư ô tô, kỹ sư điện tử hay là kỹ sư môi trường. Tiếp đến là ngành kinh doanh và quản lý. Thì đây là một cái ngành nghề rất là truyền thống nhưng mà lúc nào nó cũng có cái nhu cầu cao. Các cái ngành nghề như là quản lý dự án, quản trị kinh doanh, marketing, rồi là kế toán tài chính hay là quản lý nhân sự và quản lý chuỗi cung ứng thì đang có một cái triển vọng tương lai. Tiếp đến là ngành về năng lượng tái tạo. Thì với một cái sự tăng cường ý thức và cái vấn đề về môi trường thì ngành năng lượng tái tạo đang có một cái triển vọng rất là lớn. Công việc trong cái lĩnh vực này thì nó có thể bao gồm như là kỹ sư năng lượng tái tạo, kỹ sư môi trường, chuyên gia điện gió và chuyên gia về quản lý năng lượng. Hưng Yên thì là tỉnh có khu và cụm công nghiệp đã thu hút được rất là nhiều đầu tư FDI. Đặc biệt năm 2022 thì Hưng Yên đã lọt vào top 10 tỉnh có thu nhập bình quân người lao động cao nhất trong cả nước. Do đó thì tôi nhận định một số ngành nghề triển vọng ở Hưng Yên trong thời gian tới, đó là về công nghiệp chế biến về nông sản, may mặc, gỗ và các cái ngành công nghiệp phụ trợ. Các cái ngành như là công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa chất, cơ khí và điện tử thì cũng có một cái triển vọng rất là lớn ở trong các cái khu cụm công nghiệp. Thứ hai là logistics và vận tải. Thì với một cái vị trí địa lý rất là thuận lợi thì Hưng Yên đã được xem là một cái trung tâm vận tải quan trọng trong khu vực miền Bắc. Ngành thứ ba ở đây là kỹ thuật và công nghệ. Chúng ta cũng có thể phát triển những cái ngành như là kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện, kỹ sư công nghệ thông tin và kỹ sư môi trường. Dù Hưng Yên là rất là phát triển về khu và cụm công nghiệp, thế nhưng mà theo tôi thì cái ngành nông nghiệp và chế biến nông sản cũng vẫn rất là phát triển, cơ hội cho các ngành nghề như là kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật chế biến nông sản và nghiên cứu sinh nông nghiệp. Thưa tiến sĩ, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Vậy xu hướng chuyển đổi số sẽ tác động như thế nào đến vấn đề lao động việc làm? Vâng ạ, cái xu hướng chuyển đổi số đang có một cái tác động đáng kể đến vấn đề lao động và việc làm. Thì cái chuyển đổi số đã yêu cầu các cái nhân viên phải có cái kỹ năng về công nghệ thông tin, kỹ năng số hóa và cái khả năng làm việc với các cái công cụ, với các cái nền tảng kỹ thuật mới, sẽ phải đòi hỏi các cái kỹ năng sáng tạo và các cái kỹ năng quản lý sẽ phải thay đổi và sẽ trở nên quan trọng hơn. Với một cái sự phát triển của công nghệ số hóa, nó tạo ra một số các cái ngành nghề mới như là chuyên viên bảo mật mạng này, chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên về ứng dụng thực tế tăng cường và chuyên viên về truyền thông kỹ thuật số. Đấy, thì các cái ngành nghề mới này rất là cần có cái sự chuyên môn cao và nó sẽ tạo ra được rất là nhiều các cái cơ hội việc làm mới. Chuyển đổi số nó cũng sẽ tác động đối với các cái tự động hóa ở trong công việc. Các cái công việc nó đơn giản và có tính lặp lại thì nó có thể được tự động hóa và dẫn tới cái sự thay thế lao động bằng công nghệ. Và điều này thì nó có thể gây ra cái nguy cơ mất việc làm trong một số ngành công nghiệp truyền thống. Chính vì thế cho nên là chuyển đổi số đã đặt ra một cái yêu cầu rất là cao với lại cái sự đòi hỏi về đào tạo và học tập liên tục. Người lao động sẽ phải thường xuyên cập nhật và nâng cao cái kỹ năng của mình để mà có thể đáp ứng được các cái yêu cầu trong cái môi trường công nghệ số. Vâng, tiến sĩ đã cung cấp những thông tin rất cụ thể về tiêu chí cần quan tâm khi lựa chọn trường học, ngành học, đánh giá những ngành nghề có triển vọng trong tương lai, cũng như tác động của chuyển đổi số đến vấn đề lao động việc làm. Hy vọng rằng mỗi thí sinh sẽ có những lựa chọn sáng suốt và rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình.
Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20:15 thứ bảy tuần sau.